Câu hỏi khác xin Thầy giải thích cho con. Trong ban trợ niệm có cần đồng âm điệu khi hộ niệm không? Câu hỏi thứ nhất, trả lời trước. Rất cần chư vị ơi. Ví dụ như là khi mình niệm Phật, người bà cụ này thích niệm là A-di-đà-phật, A Di Đà Phật, theo cái tốc độ này, chúng ta đồng thanh niệm đều như vậy. Nếu mà khi nói về cái quy luật cho thành viên ban hội niệm thì rõ ràng chư vị thấy có cái điều này là không được một thành viên nào tự ý niệm nhanh hơn, niệm chậm hơn, niệm ai gì niệm cao hơn gì đó, nên niệm hòa chung với nhau. Và cái sự hội chung này là các vị trưởng ban hộ niệm đã quy định. Như vậy mình niệm chung với nhau và niệm lên tiếng rõ ràng để cho người bệnh nương theo đó mà niệm theo. Chứ chúng ta không được quyền kể nhanh người chậm. Nghe chưa vậy nha? Đây nó nằm trong cái quy luật của thành viên ban hộ niệm. Mong chư vị nhớ cho. Cái âm điệu, ví dụ như người mà thích âm điệu, chúng ta có thể niệm âm điệu, nhưng mà dù thế nào cũng phải niệm rõ ràng, niệm chậm chậm, đừng nên niệm quá nhanh. Sợ rằng là cái người mà khi lúc yếu rồi mình niệm quá nhanh, người ta không phân biệt được cái tiếng A-di-đà-phật đâu. Nhớ nhanh chơi vậy nha, niệm rõ ràng, niệm mạnh để ủng hộ tinh thần người ta. Mong chư vị nhớ. Thì sẵn đây nhắc như vậy, có một lần mà người ta hiểu lầm cái câu cô này cô dâm là mình niệm mạnh để mà coi như là trở niệm là thúc giục cho cái người gì đó, nên là mình đẩy cái tâm lực của người bệnh lên. Người ta hiểu sao không biết, lại hộ niệm để cứ chia nhau ba bốn người cứ từ dưới đẩy lên, thì à gì đã Phật lấy tay đẩy lên. Chư vị thấy không, nghiên cứu pháp Phật mà sơ ý không kỹ. Ai mà niệm Phật mà đẩy đẩy người ta đẩy tiếp tục, từ lật áo lật quần người ta lên mà lộ niệm kiểu gì kỳ vậy. Rồi cái lúc đó là tình hải này đi tới gặp như vậy mới hỏi là chứ chư vị học cái cách hộ niệm này ở đâu vậy? Nếu tôi học từ cư sĩ Diệu Âm đây. Thì lúc đó tình hải này, xin thưa quý vị, tôi là cư sĩ Diệu Âm đây, tôi đâu có bày cái cách này đâu mà chư vị làm như vậy. Tức là hiểu lầm. Tới chư vị không? Oan uổng nhiều, oan uổng vô cùng. Cho nên cố gắng như chư vị nghiên cứu cho kỹ một chút, đừng sơ suất một chút, tội nghiệp cho người ta.